Chuyện nơi lâm trường. Tại lâm trường Hồng Nhật, huyện Lô Hắc, tỉnh Tứ Xuyên, có một công nhân họ Dương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra sông câu. Cách câu của anh không giống mọi người, mỗi khi cá cắn câu, anh kéo cần, tháo cá xong là quăng thẳng lên không, đợi cá té xuống đất, anh mới lượm nó bỏ vào sọt, khiến cho con cá đang sống rơi xuống, bầm dập thân thể. Không bị chết thì cũng trọng thương. Công nhân lâm trường cưa cây xong, thường phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ. Một ngày mùa thu năm 1979, anh Dương đang chuyển cây thì vô ý té vào chỗ cần cẩu làm việc thì bị móc lên theo cùng với cây. Anh hét to nhưng không ai nghe thấy, anh bị kéo lên cao giữa không. Lúc này công nhân điều khiển máy mới phát hiện ra anh nên vội vàng cho hạ cẩu cậu xuống, nhưng không kịp, anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng, và anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh những con cá mắc câu bị anh ném trên cao rơi xuống bắt hơi vậy. Tận mắt chứng kiến vụ này, các công nhân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng. Những người ưa câu cá đa số đều sợ hãi và không dám đi câu nữa. Khi máy bay hoàn tất năm 1997, có một vị sư tài ba ưu tú đã thiết kế và chế ra một máy nổ heo độc đáo khác người. Nếu đem heo sống bỏ vào miệng máy thì chỉ phút sau da lông thịt xương huyết đầu vân vân từng phần đều được cắt chia thành phần và xuất ra hoàn hảo. Khi máy giết nổ này được lắp ráp thành công, ngài cho máy hoạt động thử thì tất cả ban lãnh đạo và gia đình viên kỹ sư thiết kế máy đều đến dự khán. Kỹ sư đích khai máy biểu diễn cho mọi người xem, ông tự tin bật công tắt khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi thì y phục bất ngờ bị dướng vào máy, giống như có người kéo giữ lại vậy. Đang dùng tay tháo gỡ thì nơi miệng cổ máy như có một lực cực mạnh hút ông vào thẳng trong máy. Những người đứng xem chứng kiến thảm trạng này đều bàng hoàng hoảng kinh. Một người vô vội lao tới ngắt điện nhưng quá muộn, viên kỹ sư đã không còn sống, vì chỉ trong mấy phút, đúng như tài năng ông thiết kế, máy giết nổ đã nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và chia chẻ thân ông thành từng phần hoàn hảo y như ý người sáng chế cài đặt. Máu thịt xương, cái đầu nội tạng đều xuất ra sắp xếp rất khéo trong thoáng chốc. Các đồng sự của ông chỉ biết sững người đứng ngó, còn gia quyến của ông thì khóc to quang trời. Ai cũng bất ngờ vì sự cố vừa xảy ra, không thể tưởng tượng được chính lại là vật thí nghiệm đầu tiên cho cỗ máy giết mổ. Ta có thể thấy lòng ích kỷ không mảy may có chút từ tâm của nhân loại. Giả như vừa rồi rơi vào máy mổ thì một con heo thì tất cả sẽ kêu mừng vì thí nghiệm thành công và tuyệt chẳng hề thương tâm như thế. Đại văn hào Mỹ Quốc trứ danh, lúc ông chết toàn thế giới đều chấn động và dành cho sự thương tiếc, vì ai cũng cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế sao có thể tự sát, hơn nữa lại dùng súng tự tử. Đối với việc này người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Thật ra ông lúc sinh tiền rất ưa đắc và đã dùng súng bắn giết vô số động vật, vì vậy mà cuối cùng ông đã từng dùng súng để tự giết mình. Nếu theo báo ứng nhân quả thì đây phải đây là đáp án hay sao? Cận tử nghiệp đáng sợ. Có một nữ sĩ thọ Bồ Tát giới là bà Yết, trì trai hơn 30 năm, nửa đời sau của bà toàn là ăn chay lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư Nhân Ba thiết trụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó sư Nhân Ba thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ, có một con heo nái đẻ mười mấy con heo con lông tòn màu trắng. Trong số đó có duy nhất một con heo giữa lưng có một
Quanh đen dù thấy vậy nhưng nhân ba thiết không để ý lắm. Hôm sau, nhà bà ít lại bái kiến nhân ba thiết thưa rằng: mẹ con ăn chay nhiều năm nay đã thọ Bồ Tát giới, tâm lại rất tốt, vậy sau khi bà mất rồi sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không? Sư nhân ba thiết đáp: để tối nay ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm đó nhân ba thiết cũng thấy y hệt hôm trước, con yêu đó ở trong cái chuồng xây gạch nơi làng Ngư Ồn gần đây thất rất rõ ràng. Ngày thứ ba, anh con trai bà ít đến hỏi thăm nhân ba thiết không thể. Nhân ba thiết không tiện nói rõ, chỉ hỏi: mẹ ngươi trước khi mất có điềm gì không? Con trai bà thưa: dạ không, lúc gần đi bà luôn hôn mê, không có trói chân gì. Nhân ba thiết nói: thế thì không tốt lắm. Rồi sư thì thầm: thông thường đệ tử Phật tu tinh tấn luôn có dự liệu, hiểu biết sáng suốt. Một người cả đời ăn chay như bà ít, tâm tính tốt, ngươi giúp người lại siêng năng cúng dường chùa, giây phút qua đời vì sao có thể đào thai làm súc sinh vậy chứ? Lý nào như vậy? Sư nhân ba thiết không tiện nói gì với con trai bà ít, chỉ căn dặn: anh hãy về điều tra hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không. Bởi vì trước lúc mất bà vẫn có thời gian tỉnh, chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến điều gì đó, chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà hỏi thử xem. Anh con trai vâng lời, về nhà điều tra mới biết buổi tối trước khi mất 3 ngày vợ anh đến chăm sóc bà, nghe bà cứ nói mãi: đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Bà cứ nói tới lui như vậy hoài, sau đó mới mất. Nghe quyến thuộc kể lại, sư nhân ba triết nói: như vậy thì rõ rồi, ta có thể xác định bà hôm nay rơi vào cảnh giới này hoàn toàn là do lòng cứ ôm giữ mãi tà niệm. Thế là sư nhân ba thiết bảo thân quyến bà ít: cách nhà ngươi khá xa có một làng tên Ngư Ông, có một gia đình nuôi heo, tại đó có con heo nái vừa mới sinh một lứa heo khoảng 10 mấy con. Các người tới sẽ thấy có một con heo rất đặc biệt khác hẳn, hãy mau mua nó về, ta sẽ quy y cho nó. Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hậu thân của mẹ họ. Bọn họ đi tìm 3 ngày thì mới Ngư Ôn và gặp heo con màu lông y như sư nhân ba thiết thà tả. Kỳ lạ hơn nữa là con heo vừa nhìn thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện. Thấy thái độ con heo thân quyến bà ít không ai bảo ai đều tự hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình. Dù không nói ra nhưng họ rất buồn, họ nhanh chóng mua con heo đem về chuồng, thỉnh nhân ba thiết quy y cho nó. Quy y xong, các con bà bàn bạc muốn đem nó về nuôi. Nhân ba thiết bảo: không được, nó quy y rồi cần phải đem nó đến thăm sơn phóng sinh. Các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh nó sẽ bị các loài thú hung dữ ăn khách ăn thịt. Nhân ba thiết nói: không lẽ các ngươi muốn nó ở trong xúc đạo hoài sao? Người nhà bèn đem nó đi phóng sinh, phóng sinh rồi chẳng thấy mấy chốc nó chết, heo mất xong thì sinh vào cõi người. Nhân ba thiết nói: đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác, mặc dù cả đời niệm Phật ăn chay nhưng cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông thi cực kỳ nguy hiểm cho giây phút cận tử và bản thân sẽ phải đền trả cho ác nghiệp của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược, khởi niệm muốn hại người hay vật như thế nào thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các ngươi trước khi chết cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều, mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của dân Đài Loan là giết heo mổ dê tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện của bà luôn ôm ấp đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này chưa thực hiện được vì cháu nội chưa kết hôn mà bà đã chết, nên ý ta còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà phúc hấp hối ý tưởng nào cũng đầu mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm.
Khi gần chết, lòng bà toàn sát niệm hưng thịnh, bà không hề tha thiết niệm Phật A-di-đà. Trong ngày tiếp dẫn, trong đầu toàn là tâm háo sát, khát khao muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi, tà niệm đã hết công đức và thiện niệm cả đời của bà, dẫn đến kết quả bà phải đào thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình. Rồi sư nhân ba thiết kết luận, một đời niệm Phật ăn chay do không buông tà kiến mà bị đọa cận tử nghiệp rất đáng sợ, các ngươi phải cẩn thận cảnh giác. Vào khoảng 2 năm trước, sư Tinh Nhân nhận lời mời đến Hổ Dĩ giảng kinh, lúc đó cùng đi còn các sư Chữ Dân. Do ban ngày rảnh rang nên thấy mấy người cư sĩ, chúng tôi liền đi cùng hai sư đến thôn lân cận gần Hổ Dĩ để du ngoạn. Đồng thời trong lúc sư Tinh Nhân giảng kinh, ni sư Trí Đạo bận việc tại Mạch Liêu. Do tôi chưa từng qua Mạch Liêu cho nên có ý muốn đến Mạch Liêu giảng cảnh. Mạch Liêu là một miền duyên hải, giao thông không được thuận lợi và vùng đất chẳng có gì lạ để thưởng ngoạn. Chúng tôi thăm ni sư Trí Đạo tại Tử Dân Tự xong thì định về Hổ Dĩ, nhưng trụ trì Tử Dân Tự kiên quyết giữ tôi chúng tôi ở lại dùng cơm trưa. Hơn nữa đã trễ chuyến xe, chúng tôi đành lưu lại đại điện Thượng Liêu Thiên. Bây giờ chúng tôi kể ra câu chuyện kỳ lạ này cũng là lúc ngủ tại Thượng Liêu Thiên, tình cờ do tiên sinh Hứa Tý Thạch khơi lên. Câu chuyện này chính là mượn thay hồi dương. Chuyện này vốn đã xảy ra rất lâu, nhưng do chủ nhân câu chuyện một mực không muốn kể lại, cho nên người biết chuyện rất hạn chế, chỉ có cư dân ở gần Mạch Liêu. Còn những người ở vùng khác dù có gặp hoặc nghe đề cập đến chuyện này sẽ mù tịt vì họ chẳng được ai kể cho nghe câu chuyện thần kỳ quái lạ này. Thậm chí còn cho đây là điều không thể xảy ra nữa, bởi vì đây là câu chuyện ít người biết, vì ngay chính người trong cuộc cũng không muốn khơi gợi lên. Lúc chúng tôi mới nghe qua câu chuyện này, do người kể không mạch lạc, chẳng có thứ tự lớp lan, nên nghe thật là rối rắm lộn xộn, dù nghe chẳng nhiều và chưa hiểu gì lắm. Nhưng chúng tôi bị mấy từ mượn thay hoàn hồn lôi cuốn, nên muốn tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Do vậy mà chúng tôi dùng trưa qua lo rồi lập tức quay về Hổ Dĩ, nhất quyết đi phỏng vấn các nhân vật chính trong câu chuyện này cho bằng được. Chu Tú Hoa mượn xác hồi dương, nhân vật chính trong câu chuyện ly kỳ này hiện đang ngủ tại căn nhà số 95 đường Trung Sơn, thôn Mạch Liêu. Căn nhà này đã cửa cửa hàng vật liệu xây dựng, chủ nhân là ông Ngô Thu Đắc, vợ ông là bà Ngô Lâm Cương. Lúc chúng tôi đến đây, bà vợ đã ra ruộng. Ông Ngô đang bận rộn làm việc, khi biết mục đích chúng tôi đến đây thì sắc mặt ông lộ vẻ rất không vui. Sau đó ba chúng tôi lần lượt chào thăm hỏi han. Ông bắt đắc dĩ phải kể chúng tôi nghe câu chuyện đã xảy ra. Ông nói, chuyện xảy ra vào năm Dân Quốc 48, do tôi sống bằng nghề kinh doanh xây dựng, cho nên đã tham dự công tác kiến trúc thôn Đài Tây Hạ, đảo Hải Phong. Trong thời gian ở đây tôi rất ít về nhà, tình cờ về nhà thì gặp vợ tôi bị bệnh. Nhưng lúc tôi tiếp tục đi đảo Hải Phong thì bệnh nàng đỡ nhiều. Sau tôi đó về nhà thường xuyên hơn, bệnh vợ tôi ngày càng trở nặng, cho đến khi công trình đảo Hải Phong hoàn tất, tôi về đến nhà thì bệnh vợ tôi đã nặng đến mức hết chữa được. Thấy nàng bệnh không đến nỗi nguy, nhưng tinh thần lúc đó tài không bình thường, cứ làm ầm loạn cả lên. Chúng tôi định đem nàng đến bệnh viện tâm thần điều trị, nhưng nàng không đồng ý. Hơn nữa chúng tôi cố hợp sức bắt nàng cũng không được, vì nàng luôn lớn tiếng gào trách: đừng bắt tôi đem đến viện thần kinh, tôi không có điên mà, tôi là người kim môn và cứu Chu Hoa. Giả lại khẩu âm nàng hoàn toàn đổi khác, nhưng tôi không hề tin thân xác của vợ tôi bị hồn người nào đó chiếm cứ. Ngô tiên sinh trầm ngâm như đang hồi tưởng về quá khứ, nhãn quan ông dừng lại nơi tấm hình chụp chung hai vợ chồng, khe khẽ thở dài, sau đó kể tiếp: tôi thực sự chẳng ra gì, không ngờ trên thế giới này còn có thể xảy ra chuyện quái lạ như vậy, lại càng không tưởng tượng được chuyện này
giáng xuống ngay nhà mình. Tạm dừng một chút, ông nói tiếp: trong thời gian tôi xây dựng công trình, hằng ngày từ đảo Hải Phong đạp xe về nhà, luôn cảm thấy trên vai có một chút nặng nề. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ là do con đường dốc, cho nên chẳng để tâm. Sau này tôi mới biết, mỗi lúc tôi về nhà thì cái cô nương quê ở Kim Môn đó luôn ngồi phía sau xe đeo theo tôi về nhà. Nói đến đây, tiên sinh không muốn nói thêm gì nữa, ông lấy cớ đi pha trà và kết thúc câu chuyện. Trong lúc này, người cháu trai, con chị gái ông, tuổi khoảng hơn 20 phụ tiếp chúng tôi. Đang cùng nhau trò chuyện thì Hứa tiên sinh, người dẫn đường cho chúng tôi, đến, bảo là sẽ đi tìm vợ Ngô tiên sinh giúp chúng tôi. Ông kể là rất nhiều người muốn gặp bà, nhưng đều là từ chối nên lần này không biết bà có thể gặp hay không, điều này ông chẳng dám bảo đảm. Dù sao ông cũng tận lực đáp ứng chúng tôi đi tìm bà, cháu ông Ngô kể. Lúc mợ tôi bệnh, tôi luôn giúp cậu trông nom bà. Mợ tôi còn lúc khóc lóc, có lúc lẩm bẩm nói gì trong miệng là chúng tôi không hiểu. Lắm khi đang nằm thì mợ ngồi bật dậy, tôi và cậu xúm nhau đè mợ nằm xuống lại, nhưng lúc đó sức mợ thiệt là mạnh, khiến chúng tôi vô thường đè mợ xuống mà ngược lại còn bị mợ hất văng. Tôi nghĩ sức phụ nữ đâu có vẻ dữ vậy, thực ra chính là xác và bạn bè của mợ đang giúp mợ. Nói đến đây, người cháu biểu lộ có vẻ thần bí. Tôi biết anh ta nói bè bạn đây là muốn ám chỉ những vong linh khác. Anh ta lại kể tiếp: khi chúng tôi hiểu xác mợ cương đã bị hồn khác nhập vào rồi, thì không biết làm sao, đành để mợ nằm dưỡng bệnh. Mới đầu mợ đối với mọi chuyện đều không quen. Thí như lúc cậu tôi kêu tên mợ là anh Cương thì mợ phản đối: tôi tên Chu Tú Hoa, không phải anh Cương. Lúc mẹ và chị mợ tôi thăm dì, mợ vẫn khăng khăng nói: tôi không quen biết các người là ai? Đương nhiên láng giềng của tôi mợ hoàn toàn không nhận ra là ai. Nói đến đây, người cháu liếc nhìn vào trong một cái, như sợ cậu sẽ đột ngột xuất hiện và nghe được lời anh ta sắp nói vậy. Anh hạ giọng thật nhỏ: đối với gia đình, cậu tôi là người rất có trách nhiệm. Nhưng cậu là người mợ cũ trước đây, anh, chị bà, anh Cương rất chống trái nhau, sống không có hòa thuận. Nhưng tính cậu xưa nay rất đàng hoàng, không hề ra ngoài tìm bạn gái hay tằng tiểu với ai. Nhưng lần đó tại công trình kiến trúc nơi đảo Hải Phong, có nhiều công nhân kể là họ thấy có một cô gái theo sát bên cậu. Vì vậy họ thường nói không ngờ Ngô tiên sinh đây cũng là tai quá cỡ. Có lúc lão công nhân lớn tuổi nhất trong lúc nghỉ ngơi đã đề cập đến chuyện cô gái xuất hiện bên cạnh cậu, nói xa nói gần, bảo là cậu diễm phúc dữ. Nhưng cậu đối với những lời này lộ vẻ không hiểu chi hết, và cậu một mực phủ nhận, nói mình không hề dẫn gái đến công trường. Nhưng mặc cho cậu phủ nhận, đám công nhân vẫn không ngớt bàn tán. Cậu cho rằng họ rảnh nên nói chuyện tào lao, cố ý trêu chọc cậu cho vui thôi. Vì vậy mà không thèm quan tâm tới mọi lời người nói. Nào ngờ cô gái mọi người thấy xuất hiện bên cậu lúc đó chính là người mợ Chu Tú Hoa, bây giờ chúng của tôi. Quả thật trước khi chưa nhập xác mợ anh Cương thì Chu Tú Hoa ngày ngày đi theo bên cạnh cậu. Anh ta châm lửa mồi điếu thuốc rồi kể tiếp. Nói ra cũng thật khó. Mà nghĩ tương công tình đào Hải Phong có rất nhiều thợ làm, nhưng trước đây mỗi lần thầu nhận xây đều có cảnh thua lỗ. Ngay tại hiện trường các thợ xây luôn bị té ngã. Nhưng từ lúc cậu tôi nhận thầu xây dựng công trình thì không những kiếm được nhiều tiền mà các công nhân đều được bình an. Không biết đây là phải nhờ những vong hồn nơi đảo Hải Phong âm thầm phù trợ bán phúc cho chăng? Ngô tiên sinh lúc này đã bưng mấy chén trà ra. Chúng tôi vừa uống trà vừa nghe cháu ông kể tiếp. Nói các vị không tin, chứ đây rõ ràng là chuyện tôi đích thân trải qua. Giờ kể ra tôi vẫn còn thấy sợ. Chuyện là như vậy, khi mợ Chu Tú Hoa vừa lành bệnh thì mợ hay nói là có bạn bè tìm đến thăm và bảo chúng tôi phải lo chuẩn bị ghế, nhang, đèn để tiếp đại khách. Nhưng đến khi chúng tôi
Gấp gáp làm y theo lệnh mợ thì cũng chẳng thấy có ai tới, nhưng lại nghe mợ nói chuyện giống như có người đến. Mợ trò chuyện mới rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, kỳ quái hơn nữa là các ghế lúc đó nhìn giống như có người ngồi thật sự, vì chúng phát ra âm vang kèn kẹt. Cho đến lúc mợ nói tiện khách thì ghế lại phát ra âm thanh giống như có người đứng dậy ra về, như thể rõ ràng là những người phức mặt sợ mợ tôi cô đơn nên đã đến thăm bầu bạn cùng, nhưng qua lúc đó thì họ chẳng còn tới nữa. Từ hồi mợ lành bệnh đến về sau này, mợ Chu Tú Hoa đúng là cái gì cũng biết. Mợ biết chữ nè, gì cũng làm được hết so với mợ Cương. Ngày xưa không biết chữ, cử chỉ hành vi hoàn toàn xa trời vực, giống như hai người khác hẳn. Ngày xưa mợ cũ chỉ biết nấu cơm, ngoài ra cũng không biết làm. Nhưng từ lúc bị bệnh rồi lành thì mợ hoàn toàn thay hẳn. Mợ bây giờ không những biết ra đồng, còn đảm đương luôn các việc nặng nề khác. Còn chuyện nấu cơm mợ lại nói chưa từng làm, đây quả ngược đời và rất lạ. Không chỉ thế, tất cả sở thích đều lộ hình dạng, bước đi cũng hoàn toàn đổi khác. Đương nhiên giọng nói, khẩu âm thay đổi hẳn. Tiếng nói của mợ bây giờ hoàn toàn là thổ ngữ vùng Kim Môn. Đến đây thi Ngô tiên sinh uống một hớp trà, nhìn quanh rồi lắng nghe chúng tôi trò chuyện. Cháu ông lại vừa vào bức hình Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng Vương đang thờ trên bàn, bảo chúng tôi: cậu tới vốn chỉ biết thờ cúng tổ tiên, còn các tượng Phật Bồ Tát này đây là do mợ Chu Tú Hoa thỉnh về thờ phụng. Nói các vị nghe, mợ cũ ngày xưa rất ưa ăn cá, nhưng từ khi thay hồn đổi xác rồi thì mợ mấy này chẳng những không ưa ăn thịt cá, mà hễ gặp đầu mặn là nhất quyết không ăn. Vì vậy mợ hoàn toàn ăn kiêng, không ăn chung với cả người. Nói đến đây thì Hứa tiên sinh cũng về tới bên ngoài. Chúng tôi đưa mắt cống tìm vai chính trong chuyện, xem nàng có chịu theo ông tới không. Thì ông lắc đầu nói: ôi chao, cổ không chịu tới, còn khóc quá chừng. Thế là bảo Phụng và tôi theo chân Hứa cư sĩ về ngoài viên Chu Tú Hoa trở về. Bởi vì chuyện chúng tôi đến đã âm thầm làm tổn thương tâm tư Chu Tú Hoa. Lúc chúng tôi nhìn thấy nàng, nàng như không còn sức lực, đang tựa vào cây cột cổng nhà hàng xóm, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi dòng lệ đang chảy xuống. Tôi nghĩ chắc chắn nàng đã ngồi ở đây và khóc rất lâu rồi. Chúng tôi phải an ủi nàng thật lâu mới dìu được nàng mới về. Lần này do chúng tôi đến ngã đã khiến nàng nhớ về gia đình mình ở Kim Môn, vì vậy mà tâm tư không ngớt sầu muộn. Mặc dù gắng trò chuyện với chúng tôi, nhưng vừa nói được hay là thì nàng lại bật khóc và không thể nói thành tiếng. Hôm đó nàng cố gắng kể cho chúng tôi nghe bằng giọng đứt quãng. Nàng tên Chu Tú Hoa, nhà ở Kim Môn, cha tên Chu Thanh Hải, mẹ tên Thái Diệp. Lúc đó nàng 18 tuổi, vì Kim Môn phát sinh chiến loạn nên nàng phải theo chân mọi người lên thuyền đánh cá chạy nạn. Sau đó thuyền lênh đênh trên biển rất lâu, mọi người đều không còn lương thực nên bị chết đói chết khát, cuối cùng nàng cũng mất đi. Chẳng biết lâu thì tỉnh dậy, thấy thuyền đã trôi đến hải đảo Tỉnh Dậy Đài. Tay này nàng được cứu sống, nhưng sau đó ngư phủ lại thấy thuyền cả biển cho nó trôi đi. Nói đến đây thì nàng lại ôm mặt bỏ chạy vào trong. Chúng tôi đang rất muốn biết nhiều hơn, nhưng thấy nàng quá sâu thẳm như vậy, chúng tôi chẳng nỡ truy vấn gì thêm. Mà thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải về hộ dĩ cho kịp chuyến xe. Vì thế tất cả cũng đứng lên và từ biệt chủ nhà. Lúc ra về chúng tôi còn hứa lần sau nếu có dịp đến Mạch Liêu sẽ tặng Chu Tú Hoa một sâu chuỗi niệm Phật. Đoạn tiền hại mệnh bị báo ứng ngay. Hứa tiên sinh cùng đi với chúng tôi trên đường ra bến xe, không kể thêm cho chúng tôi nghe. Chu Tú Hoa chạy loạn vốn là cơ thể sống sót, giây phút cô được ngư phủ cứu, cô từng nói: cầu xin ngài hãy cứu mạng tôi, bất kể làm gì, làm dâu, làm kẻ giúp việc tôi đều có thể, và tiền bạc trên thuyền tôi đều xin tặng hết cho ngài. Nhưng mà cái tên ngư phủ đó quái ác, cực kỳ vô lương tâm.
Hắn đã đoạt vàng còn ném người xuống biển, song rốt cuộc hắn cũng không thể bình an. Tọa hưởng số vàng phi, nghĩa cướp được kia, bởi vì không bao lâu thì cả gia đình hắn, từng người lần lượt chết đi. Bây giờ chỉ còn sót lại một thằng con, còn nhỏ mà bệnh, phong điên rất ghê. Phật giáo nhân quả báo ứng quả không sai chút nào. Kể đến đây tôi đưa mắt nhìn khắp chúng tôi, rồi tiếp. Nói ra cũng lạ lắm, khi Chu Tú Hoa lành bệnh rồi, có người đem tin đồn này đến Đài Tây. Người ở Đài Tây biết chuyện rồi, thấy đều rất kinh ngạc, cho là quái lạ. Có người biết rõ chuyện mấy năm trước mà thằng phong điên kia cướp của, rồi giết hại cô gái này, nên khi đó đã dẫn đứa nhỏ điên, con kẻ cướp đến gặp Tú Hoa. Không ngờ họ vừa đến cổng, Chu Tú Hoa ngăn lại không cho vào, còn khóc bảo: "Người nhà, các ngươi hại ta chưa đủ mà còn đến đây làm ta khổ, đau thêm nữa. Trước đây bà A Cương chưa từng đến Đài Tây, mà lúc thằng nhỏ điên tới cũng không có ai biết tường tận chuyện này. Nhưng Chu Tú Hoa vừa nhìn thì nhận ra hết tất cả, quả đây rất lạ."